Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin tỷ thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tin mục tin nóng với những thông tin được cập nhật hàng ngày. Chào mọi người, những người đang quan tâm đến vụ việc bé trai lớp 1 bị bỏ quên trên chuyến xe đưa rước của nhà trường. Bây giờ thì vẫn đang rất thắc mắc là không biết hình thức trừng phạt nào sẽ dùng cho trường ghét hay chẳng lẽ trong vụ việc này thì chỉ có hai người là tài xế và cô giáo đưa rước là chịu trách nhiệm cao nhất, còn trường kết quay thì sao? Đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ động thái nào là có sự trừng phạt dành cho ngôi trường này. Sau khi sự việc xảy ra thì trường vẫn thông báo là sẽ mở cửa hoạt động và đón học sinh bình thường. Thậm chí khi mà phụ huynh học sinh làm lễ tưởng niệm cho cậu bé đã bị tử vong trên xe bằng nến bằng hoa đặt trước cổng trường thì cũng đã bị nhà trường yêu cầu phải ngưng lại và lao công đã quét dọn toàn bộ hoa nến vứt vào sọt rác và sau đó thì nhà trường cũng đưa ra những lời hứa để xoa dịu đi sự phẫn nộ của phụ huynh học sinh như là nâng cấp một số hạng mục khác ở trong trường hay là thay đổi nhà cung cấp tuyến xe buýt đưa đón học sinh trong trường còn nói về bất kỳ hình thức trừng phạt nào của pháp luật áp dụng vào thì vẫn chưa thấy nói về điều này thì trên tờ giáo dục việt nam đã có một bài viết Trường ghét quay vẫn mở cửa là thiếu nhân văn, pháp luật chưa nghiêm. Trên đó họ có trích dẫn lời của cô Đinh Thu Hồng, là một giáo viên tiểu học tại Hoa Kỳ, là một chuyên gia của báo điện tử giáo dục Việt Nam. Cô đã chia sẻ về một sự việc tương tự giống như vụ việc của ghét quay xảy ra bên Mỹ. Một học sinh cũng bị tử vong trên xe đưa rước do bị bỏ quên. Hai vụ việc thì tương tự nhau, nhưng cách hành xử và sự tôn trọng pháp luật thì lại hoàn toàn khác nhau. Thầy xin trích dẫn một đoạn trong bài viết này theo số liệu của Tổ chức Chuyên An toàn về Trẻ Em và Ô tô, trung bình một năm tại Mỹ đã có 37 nạn nhân nhỏ tuổi tử vong do bố mẹ lơ đễnh bỏ quên con trong xe ô tô dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, đặc biệt là vào tháng 7. Tất cả những vụ này được báo chí đưa tin và các ông bố bà mẹ đều bị đem ra tòa án xét xử, bị đi tù hoặc là bị tức quyền nuôi con đối với những đứa trẻ còn lại trong gia đình. Tuy nhiên thì từ trước đến nay, trường hợp Trường học Mỹ bỏ quên học sinh trên xe ô tô dẫn đến tử vong dưới thời tiết nắng nóng. Như chuyện xảy ra gần đây tại một nhà trẻ tư nhân tên là Carissa thuộc tiểu bang Florida là hết sức hãn hữu. Ngay sau khi sự việc này xảy ra thì trung tâm giữ trẻ đồng thời là nhà trẻ tư nhân này đã bị đóng cửa để cho cảnh sát tiến hành điều tra. Sau đó thì bản thân ông chủ của ngôi trường này đã tự nguyện nộp giấy phép hoạt động ngay. Trường cũng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn ngay cả khi nếu như không nhận được lệnh đóng cửa ngừng hoạt động thì chắc chắn rằng các phụ huynh tại trường này sẽ đâm đơn kiện trường và ông chủ trường về việc lơ là dẫn đến hậu quả chết người một khi bị kiện như vậy thì dù trường có to đến đâu hay nguồn tài chính có dồi dào như thế nào vẫn sẽ lao đao dẫn đến phá sản dù đóng cửa thì trường vẫn phải nộp phạt cho những lỗi vi phạm dù bị đóng cửa lỗi vi phạm vẫn sẽ bị áp chế Riêng đối với những người liên đới thì văn phòng cảnh sát tại hạt này đang điều tra vụ án với tội danh có thể gọi là ngộ sát. Điều đó có nghĩa là khả năng bị truy tố theo tội giết người vẫn hoàn toàn chưa bị loại trừ. Qua những diễn biến trên thì có thể thấy là các nhà chức trách tại Mỹ rất tích cực và triệt đề trong việc giải quyết vấn đề sai phạm. Đầu tiên là với hành động ra lệnh đóng cửa trường ngay lập tức. Chủ trường thì vội vàng tình nguyện trả lại giấy phép hoạt động, nhưng điều đó vẫn không ngăn được chuyện ngôi trường sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Hành động tự nguyện nộp lại giấy phép chỉ là một biểu hiện cho sự ăn năn hối lỗi, phục thiện của ngôi trường mà thôi. Thêm nữa thì cho dù đã ngừng hoạt động nhưng phạt thì vẫn phải phạt, không thể chạy đi đâu. Quay lại trong tình huống tương tự xảy ra tại trường Gateway thì việc trường vẫn mở cửa hoạt động bình thường là hành xử thiếu nhân văn và thiếu tôn trọng pháp luật. Ít nhất là nhà trường cũng nên có những hành động thể hiện sự hối lỗi với gia đình nạn nhân. Chưa kể là việc không có cơ quan nào giám sát hoạt động hay là can thiệp vào việc vận hành của trường cũng là một lỗ hỏng lớn khiến cho vi phạm này trở thành một tiền lệ xấu cho việc tuân thủ pháp luật của các trường học. Tuy vậy thì Thi vẫn suy nghĩ là trường có bị sao hay không là vẫn do tiềm lực của trường. Tại sao Thi lại nói như vậy? Thi có ví dụ ngay. Mới đây nhất đó là lớp mầm non tư thục tuổi thơ ở Hà Nam bị đóng cửa vì làm bỏng học sinh. Sự việc này xảy ra sau sự kiện của trường Gateway các cô giáo tại trường mầm non tư thục tuổi thơ này đã đổ cồn ra chầm lửa sau đó thì dạy cho học sinh biết kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực nghiệm thì đã có sự cố xảy ra và khiến cho ba em học sinh bị bỏng nặng và ngay lập tức trong ngày hôm sau chính quyền địa phương đã ra quyết định dừng hoạt động của lớp học từ đó đến nay thì cửa lớp học thường xuyên đóng kín một hàng rào sắt thì vây kín xung quanh khoảng sân chơi hàng ngày của học sinh còn các em học sinh của trường thì đã được chuyển đi nơi khác học Việc xử lý như vậy được cho là kịp thời quyết liệt và làm ổn định tình hình tâm lý học sinh. Vậy nhưng đối với một trường hợp nặng hơn là học sinh tử vong thì trường vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí trong bản thông báo ban đầu trên website thì nhà trường cũng không có lấy một lời xin lỗi đến với gia đình học sinh. Sau sự việc thì trường tự gắn mát quốc tế cũng bị khui ra, dù là sai rành rành nhưng cũng chẳng sao nốt. Trong khi đó thì sự cố xảy ra ở trường mầm non tư thục tuổi thơ có vẻ nhẹ hơn, tuy nhiên thì ngôi trường này đã hoàn toàn bị đóng cửa chỉ một ngày sau đó. Và vì sao lại có cách xử lý như vậy? Phải chăng trường ghét quay là một trường lớn dành cho con cái của những người có tiền và chủ trường có quyền lực cho nên không thể đóng cửa? Một trường thuộc diện tài to mặt lớn hay miệng có gan có thép? Còn vấn đề nào nữa hay không? đành rằng những vụ việc vừa xảy ra là điều chẳng ai mong muốn nhưng mà điều quan trọng nhất chính là cách ứng xử tình huống đã xảy ra như thế nào trách nhiệm của các cá nhân ra làm sao sẽ không có gì đáng nói nếu như các cơ quan chức năng nhà trường thầy cô giáo biết một cách đúng mực đúng trách nhiệm của mình người gây ra lỗi thì phải biết nhận lỗi hành động đóng cửa trường mầm non tư thục tuổi thơ và chuyển học sinh đi trường khác được coi là một biện pháp khắc phục sự cố kịp thời và có thể coi nó là hành động nhận lỗi thật đáng tiếc là ghét quay một ngôi trường được cho là sang trọng và dành cho những người có tiền thì lại chưa thấy làm được như vậy một số người là có ý kiến cho rằng một ngôi trường to lớn như vậy có rất nhiều việc để quản lý thì việc mà người quản lý này không lường trước được việc một số nhân viên có thể lơ đảng sơ suất và để xảy ra sự cố vì vậy hãy thông cảm cho người ta đừng nên ép người ta phải đóng cửa trường tuy nhiên thì thì lại nghĩ khác bởi vì rõ ràng nhân viên lơ đánh và xảy ra sự cố là do cách quản lý của nhà trường. Với mức học phí cao ngắt trên trời, đồng nghĩa với việc phụ huynh kỳ vọng vào một sự an toàn tuyệt đối đối với con mình, nhưng rõ ràng nhà trường không nghĩ như vậy. Tiền thì có thể thuộc cao, nhưng sự an toàn thì có vẻ hơi phó mặc khi mà họ có thể tuyển dụng không cần đào tạo, hợp đồng với một bên thứ ba mà không cần biết bên đó như thế nào, tốt xấu ra làm sao, có đào tạo nhân viên hay không. Và rồi khi mọi chuyện xảy ra thì có vẻ như đội dồn trách nhiệm xuống cá nhân. Với mỗi năm học phụ huynh bỏ ra 180 triệu cho con mình với một quy trình bảo vệ con lỏng lẻo như vậy hay sao? Nếu như không thể áp dụng bất kỳ biện pháp mạnh nào cho ngôi trường này, nó đồng nghĩa với dung túng và sẽ làm gương xấu cho tất cả những ngôi trường khác. Và lúc đó thì con em chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với nguy hiểm, biết đau rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là những thông tin trên hữu ích cho quý vị và các bạn. Hãy để lại cảm nhận của mình bằng cách bấm comment. Nếu như quý vị muốn xem thêm những thông tin khác thì hãy nhắn tiếp vào đây. Quý vị ơi, nếu như chưa đăng ký nhận tin thì hãy bấm vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.